Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đang lưu thông trên cầu Nguyệt Viên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, xe khách giường nằm bỗng bốc cháy dữ dội, hàng chục hành khách tháo chạy thoát thân. Phản ánh của khán giả Lê Dương có số điện thoại 0975 3 số cuối 663. Nhiều diện tích lúa hè thu của huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đang bị sâu bệnh và chuột gây hại. Phản ánh của khán giả Minh Phong có số điện thoại 0915 3 số cuối 108. Họp chợ ngay trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi đang tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Phản ánh của khán giả Vũ Văn Tú có số điện thoại 0884 3 số cuối 634. Về Đồng Tháp, ghé thăm ngôi chợ mà tiểu thương và khách mua đều quán triệt tinh thần bảo vệ môi trường khi nói không với túi ni lông. Chia sẻ của khán giả Vũ Hằng Nga, số điện thoại 0982 3 số cuối 523. Lần nhật thực duy nhất quan sát được trên toàn lãnh thổ Việt Nam trong vòng 10 năm tới sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 6. Học sinh nhiều trường đang háo hức để theo dõi hiện tượng thiên văn kỳ thú này. Chia sẻ của khán giả Lương Đình Khoa, số điện thoại 0988 3 số cuối 903. Thưa quý vị, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 20 tháng 6, một xe khách giường nằm loại 45 chỗ đã bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên cầu Nguyệt Viên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Thông tin từ khán giả Lê Sương, số điện thoại 0975 3 số cuối 663 cho biết, mặc dù không gây thương vong về người nhưng mà khi ngọn lửa được dập tắt thì chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Hàng chục hành khách bị một phen hoảng loạn. Vào thời điểm trên, xe khách biển kiểm soát 37B02340, chưa rõ danh tính tài xế, lưu thông theo hướng Hà Nội Thanh Hóa. Khi đến giữa cầu Nguyệt Viên, tài xế phát hiện khói bốc lên từ khu vực đầu xe. Khi tài xế dừng xe xuống kiểm tra thì lửa bốc cháy dữ dội. Nhiều hành khách vội vã rời khỏi xe đảm bảo an toàn. Mặc dù tài xế phụ xe của hành khách đã lấy bình chữa cháy mini trên xe để dập lửa nhưng bất thành. Thời điểm này nhiệt độ ngoài trời khoảng 37 độ C, khu vực giữa cầu thoáng có gió mạnh nên lửa bùng phát ngày càng nhanh, lan rộng khắp xe. Đến 12 giờ 10 phút ngọn lửa cơ bản được dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng gần như toàn bộ chiếc xe khách đã bị lửa thiêu rụi và giao thông qua cầu Nguyệt Viên bị ùn tắc nghiêm trọng. Điều đáng nói là trong khi xe khách bị cháy và quá trình lực lượng chức năng chữa cháy thực hiện nhiệm vụ, nhiều người đi đường đã dùng phương tiện trên cầu, dùng điện thoại live stream gây cản trở quá trình chữa cháy cũng như giao thông qua lại trên cầu. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Thưa quý vị, vụ lúa hè thu này thì huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình gieo cấy 3.400 ha lúa. Đến nay thì lúa đang trong thời kỳ đẻ nhánh và đã có một số diện tích lúa bị các loại sâu bệnh và chuột gây hại. Thông tin từ khán giả Minh Phong, số điện thoại 0915 3 số cuối 108 cho biết, hiện tại bọ trĩ gây hại trên 27 ha, chuột là 20 ha, ốc bươu vàng là 23 ha, sâu cuốn lá nhỏ và dày lưng trắng là 12 ha. Tổng diện tích lúa bị các sâu bệnh và chuột gây hại là trên 80 ha. Để kịp thời phòng trừ có hiệu quả, đảm bảo cho cây lúa phát triển tốt, đạt năng suất cao, bà con nông dân đã tiến hành phòng trừ sâu bệnh bằng các loại thuốc bảo vệ thực vật theo quy định, phòng trừ chuột bằng cách đặt bả và các phương pháp dân gian. Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, thời gian tới, chuột, ốc bươu vàng và các loại sâu bệnh vẫn tiếp tục gây hại trên các diện tích lúa hè thu. Do đó, bà con nông dân đang thường xuyên thăm đồng để phát hiện sâu bệnh, có biện pháp phòng trừ kịp thời và hiệu quả. Chợ bò nằm trên tuyến quốc lộ 1 đi xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi được nhiều người ví với khu chợ như là tử thần vì sự mất an toàn ở đây khi người bán và người mua tràn cả ra đường. Tình trạng này đã được cảnh báo nhiều lần nhưng mọi việc thì vẫn đâu vào đấy. Vụ tai nạn giao thông làm 10 người thương vong tại một khu chợ ở tỉnh Đắk Nông cách đây một tuần lại một lần nữa cảnh báo về sự nguy hiểm của việc họp chợ gây mất an toàn này.
ghi nhận của khán giả Vũ Văn Tú, số điện thoại 0884 3 số cuối 634. Mời quý vị cùng theo dõi. Chợ Bò, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh trong chiều ngày 16 tháng 6. Hàng hóa, xe cộ tràn cả xuống lòng đường quốc lộ 1. Cả người bán kẻ mua dường như không hề để ý những phương tiện cơ giới đang chạy ào ào qua đây và kể cả sự nguy hiểm rình rập bùa vây họ. Bắp vô đứng là đi liền chứ đâu có đứng lao đâu. Sợ chứ, đi sốt hay chứ không đi sốt hay sợ chứ. Xe nó đế có hầu đi ra, đang kia đi ra đi không được luôn á. Khoảng 16 giờ chiều hàng ngày, điểm chợ bò tấp nập, người mua, người bán. Phần lớn khách hàng của chợ bò là công nhân khu công nghiệp V-Ship và khu công nghiệp Tịnh Phong. Nhiều người vô tư mua bán, xe máy dựng tràn lan, chiếm cả một làn đường quốc lộ 1 bất chấp các dòng xe đang lao vun vút ngay bên cạnh. Công an cái đêm xe ra cái quậy cái nấu dẹp phái cái đêm đi rào cái nấu đêm ra thì mất dạy. Tình trạng lấn chiếm lòng lề đường để mua bán diễn ra hàng ngày ở khu vực chợ bò nhiều năm qua nhưng chưa hề được xử lý triệt để. Đã có nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng dẫn đến chết người đã xảy ra tại đây. Cả một đoạn đường dài bị chiếm dụng mua bán nên người tham gia giao thông khi đi qua khu vực này vô cùng lo lắng. Cũng kiến nghị với là cơ quan cũng như các cấp cơ quan nhà nước cũng như những người có chức năng thẩm quyền để có cái biện pháp nào đó để xử lý đi để trả lại cái tuyến đường lưu thông cho đúng theo quy định để tạo cái điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân cũng như người tham gia giao thông nói chung. Lòng đường quốc lộ 1 thành đường hợp chợ, người mua cứ mua, người bán thì cứ bán. Ai cũng nghĩ đến sự tiện lợi mà bất chấp sự nguy hiểm của bản thân. Tình trạng này nếu không được xử lý triệt để sẽ để lại những nguy cơ tai nạn giao thông rất khó tránh khỏi. Thưa quý vị và các bạn, đầm Thủy Triều là một địa danh nổi tiếng của Khánh Hòa. Đầm lại nằm ngay sát tuyến đường đi sân bay Cam Ranh nên thu hút được sự chú ý của người dân và khách du lịch. Tuy nhiên, thời gian gần đây khu vực này đang ô nhiễm nghiêm trọng. Theo quan sát của khán giả Nguyễn Thị Thiện có số điện thoại 0989 3 số cuối 789 thì rất nhiều loại rác thải được đổ ra đây, trong đó chủ yếu là túi ni lông và hộp xốp đựng đồ ăn, đều là những thứ rất khó phân hủy. Gần một năm nay, các lồng bè nuôi trồng thủy sản của người dân mọc lên ngày càng nhiều trên đầm Thủy Triều. Các bao bì chứa thức ăn cho thủy hải sản được chủ lồng bè vô tư vứt bỏ bừa bãi trên mệnh đầm. Cộng thêm các loại rác thải sinh hoạt từ các lồng bè đã biến khu vực đầm thành một bãi rác lộ thiên, tràn ngập rác thải, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Ngoài gây ô nhiễm nặng nề cho tuyến đường từ sân bay Cam Ranh ra quốc lộ 1A, vốn đã có một độ lưu thông rất đông. Tình trạng này còn gây phản cảm cho người dân khi đi qua con đường ven đầm Thủy Triều, phá nát cảnh quan rất đẹp của một đầm biển nằm trong khu vực Bắc bán đảo Cam Ranh. Đề nghị đơn vị chức năng địa phương sớm có những biện pháp chấn chỉnh cũng như cần quản lý chặt chẽ các lồng bè trên một cách tự phát này ngày càng nhiều trên đầm Thủy Triều nhằm bảo vệ tốt hơn nữa vệ sinh môi trường cho cả một vùng biển. Thời gian qua, phong trào nói không với rác thải nhựa và hạn chế sử dụng túi ni lông đã được các ngành và các địa phương tích cực triển khai thực hiện, mang lại hiệu quả tích cực. Tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp có một mô hình đã được duy trì thực hiện hơn một năm nay. Thông qua mô hình này thì đã giúp giảm thiểu một lượng đáng kể túi ni lông vứt ra môi trường, từng bước thay đổi nhận thức của người dân về tầm ảnh hưởng của rác thải nhựa đối với cuộc sống. Mô hình mà khán giả Vũ Hằng Nga, số điện thoại 0982 3 số cuối 523 nhắc đến trong phản ánh của mình chính là mô hình tiểu thương hạn chế sử dụng túi ni lông ở chợ Ông Hộ thuộc xã Tân Quy Tây, thành phố Sa Đéc. Có mặt tại chợ Ông Hộ ở xã Tân Quy Tây, điều khiến mọi người ngạc nhiên là hầu hết các quầy từ rau củ, thịt cá đều có sẵn một bó lá gồm lá chuối, lá môn, lá sen hay lá lục bình. Công dụng của những chiếc lá này chính là dùng để gói thực phẩm bán cho khách hàng thay vì dùng những chiếc túi ni lông. Trước đây kia chưa thực hiện mô hình này, mỗi người đi chợ đều phải xách lình kình rất nhiều túi ni lông để đựng thực phẩm. Thì giờ đây
Các chị đi chợ chỉ cần mang theo một chiếc giỏ sách. Những chiếc giỏ sách này do Hội Liên hiệp Phụ nữ ở địa phương phát miễn phí cho các hội viên. Các loại rau củ quả sẽ được cho thẳng vào giỏ, chứ không phải vào cho túi ni lông. Đối với rau thì sẽ được gói bằng những chiếc lá. Riêng thịt cá được cho vào bao tự hủy, thay vì dùng những bao ni lông thông thường. Những việc làm này được các tiểu thương và bà con duy trì thực hiện đã một năm nay. Xài lá môn, lá chuối thì nó tốt hơn cho phần ni lông thì nó lâu tan. Thì bây giờ mình xài lá môn, lá chuối này năng cho nó có phần bớt cái ô nhiễm môi trường của mình, sạch đẹp, chợ. Cái kia thì bắt đầu một ngày nó tiêu thụ nhiều hơn, còn cái này thí dụ như mình đi kiếm cắt được, thì lá lục bình đồ này kia nọ mình tạm như vậy, bắt đầu thì nó đỡ phần nào, phần số tiền của mình chi phí thì nó cũng đỡ phần nào. Mình xài cái này thì nó tiện lại chỗ nó tiêu, tự tiêu hủy. Còn cái kia thì bắt đầu nó lâu lắm nó cũng không có tiêu hủy được. Thì bây giờ là mình phải tạo ra cái điều kiện để mình xài cho nó bớt cái phần ô nhiễm môi trường mình. Tính đến thời điểm này, hầu hết tiểu thương trong chợ đã tham gia mô hình. Để có thể duy trì thực hiện được mô hình này, Hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương đã không ngừng tuyên truyền, vận động theo phương châm mưa dầm thấm lâu. Từ đó đã từng bước thay đổi thói quen sử dụng túi ni lông của mọi người. Không chỉ tiểu thương đồng tình, mà người đi chợ cũng nhiệt tình hưởng ứng. Đầu thì chị em cũng hơi do dự vào tổ, nhưng mà một thời gian sau chị em thấy có hiệu quả là mình giảm chi phí đó. Thành ra chị em tích cực tham gia, tự nguyện tham gia. Bước đầu thì khách hàng cũng hơi khó chịu chút. Nhưng sau này mình nói cho người ta biết, người ta cũng vui vẻ, nên sử dụng cũng tốt. Chị em ai cũng xách giỏ đi chợ hết, thành ra nó tiện. Một thống kê chưa đầy đủ, một chiếc túi ni lông được sử dụng trong 5 phút, chỉ mất 5 giây để sản xuất và vứt bỏ trong vòng 1 giây. Nhưng để phân hủy thì phải mất đến hàng trăm năm. Thống kê cho thấy, mỗi hộ gia đình thường sử dụng từ 5 cho đến 10 túi ni lông mỗi ngày, thì sẽ có hàng triệu túi ni lông thải ra môi trường, dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng về ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe. Do đó, những cách làm tuy nhỏ như việc xách giỏ đi chợ, mỗi người hạn chế sử dụng túi ni lông như cách mà chị em phụ nữ ở chợ Ông Hộ đang làm, đã góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường và tạo một sức lan tỏa xanh trong cộng đồng. Trong thời gian qua là Hội Phụ nữ thành phố Sa Đéc đã tuyên truyền đến hội viên phụ nữ về hạn chế sử dụng rác thải nhựa bằng nhiều hình thức như tổ chức sinh hoạt chuyên đề về 503 sạch, ra quân thu gom rác thải nhựa và tổ chức hội thi bảo vệ môi trường. Thì hội cũng đã thành lập nhiều mô hình như là phụ nữ xách giỏ đi chợ, thùng rác hộ gia đình, tổ tiểu thương sử dụng hạn chế túi ni lông, và qua đó thì góp phần tích cực bảo vệ môi trường nhằm nâng cao nhận thức cho chị em phụ nữ. Từ đó là hội viên phụ nữ thì là hội tuyên truyền viên tích cực vận động người dân thực hiện hạn chế sử dụng rác thải nhựa, túi ni lông trong sinh hoạt hàng ngày. Hiện nay, việc sử dụng túi ni lông, đồ nhựa dùng một lần trở nên quá phổ biến trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân. Mặc dù nó đem lại sự tiện lợi, nhưng việc sử dụng các sản phẩm này ngày càng nhiều đang gây ra những tác động không nhỏ đến việc phá hoại môi trường và sức khỏe con người. Vì thế, những mô hình mà Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Sa Đéc đang triển khai thực hiện cũng được xem là một cách sáng tạo, cần được phát huy và nhân rộng ở nhiều địa phương. Trong những năm gần đây, trước tình hình chủ quyền biển đảo có những diễn biến phức tạp, thì báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục có tiếng nói mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam trên Biển Đông.
vai trò, trách nhiệm của những người làm báo nơi đầu sóng ngọn gió không chỉ là tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chủ quyền biển đảo, mà còn nói lên truyền thống yêu nước, tinh thần yêu chuộng hòa bình của nhân dân Việt Nam, thể hiện tinh thần đoàn kết và ý chí quật cường của dân tộc trong tình hình mới. Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, mời quý vị cùng tìm hiểu thêm những vất vả mà những người đang hoạt động trong nghề này phải đối mặt qua chia sẻ của khán giả Nguyễn Tuấn Anh có số điện thoại 0377 3 số cuối 634. Thay mặt cho chúng tôi một cơ hội. Ở vào cái tuổi xế chiều, thay vì dành thời gian để nghỉ ngơi, giáo sư y khoa Đinh Thị Xuyến lại dành trọn tâm huyết và tình yêu cho biển đảo. Từ khi nghỉ hưu, bà đã đi gần như là khắp các đảo lớn nhỏ của Việt Nam, kêu gọi sự đồng hành, đóng góp của nhiều tổ chức cá nhân để những món quà ý nghĩa được đến với người dân biển đảo. Những thông tin, bài viết về biển đảo và ngư dân trên khắp các mặt báo và thông tin đại chúng đã thôi thúc những cán bộ hưu trí như giáo sư y khoa Đinh Thị Xuyến về với biển đảo bằng cả tình yêu và trách nhiệm to lớn. Truyền thông là một kênh rất quan trọng để đưa những ý tưởng, đưa những cái thực tế và đưa những nguyện vọng cũng như là đưa những cái khát khao của người dân cùng tham gia. Làm công tác truyền thông tốt thì sẽ nhiều người biết nhiều hơn, và khi nhiều người biết nhiều hơn cộng có một cái sự hợp tác thì tôi nghĩ rằng sẽ rất tốt. Những tin tức vấn đề liên quan đến chủ quyền biển đảo, các hoạt động của ngư dân, cảnh sát biển được người dân cả nước dành sự quan tâm đặc biệt. Cùng với các lực lượng chức năng thì các phóng viên nhà báo là những người đầu tiên có mặt tại những điểm nóng, bám sát, đưa đến những thông tin đầy đủ về mỗi sự kiện. Những thông tin, hình ảnh mang tính chất thời sự về Biển Đông được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, nhanh chóng thu hút sự quan tâm đông đảo của dư luận trong nước và quốc tế. Nhờ đó, giúp nhân dân cả nước có được cái nhìn toàn diện, khơi dậy lòng yêu nước và một tinh thần đoàn kết dân tộc. Qua các phương tiện thông tin truyền thông, nhưng hôm nay thì qua được nắm được thành một cái hệ thống các cái tư liệu lịch sử về chủ quyền biển đảo, về những cái giá trị lịch sử của đảo Lý Sơn. Và qua đây thì không chỉ riêng với cá nhân tôi mà với mỗi cái người con dân nước Việt sẽ tự hào, và cũng là một cái hình thức giáo dục truyền thống. Thời gian qua, báo chí Việt Nam tiếp tục bám sát về những thông tin chủ quyền, biển đảo, về các lực lượng chức năng trong việc hoạt động theo dõi trên biển và ngư dân. Tích cực phối hợp cùng với lực lượng chức năng, tuyên truyền cho ngư dân tích cực tham gia khai thác hải sản, vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Tiêu biểu là mô hình dân vận mới, CSB, đồng hành cùng ngư dân. Được Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam triển khai từ 2017, thu được thành công bước đầu và cũng có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng báo chí trong công tác tuyên truyền. Góp phần tuyên truyền kịp thời cái kết quả thực hiện nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát biển đối với đồng bào cả nước. Và chính cái hình ảnh của các báo chí này đã góp phần cho giáo dục truyền thống cho lực lượng và xây dựng niềm tin, ý thức trách nhiệm cho toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng. Tất cả các cái vấn đề xảy ra an ninh chủ quyền trên biển đảo Tổ quốc thì đã kịp thời đưa tin nhanh nhất đến với đồng bào cả nước, để đồng bào cả nước là yên tâm với cái tình hình an ninh trên chủ quyền của biển đảo, và góp phần xây dựng niềm tin, ý thức trách nhiệm cho nhân dân cũng như là cho các lực lượng vũ trang và đặc biệt cho cảnh sát biển. Trong giai đoạn hiện nay, vai trò của báo chí trong công tác thông tin tuyên truyền về biển ngày càng quan trọng. Đó không chỉ là những chính sách, những thông tin về khai thác, thông tin an ninh, mà còn mang tầm vóc lớn hơn, đó là chủ quyền về biển đảo. Và báo chí đang từng bước đẩy mạnh các hoạt động thông tin, nâng cao vai trò trách nhiệm của mình trong công tác tuyên truyền giữ gìn chủ quyền biển đảo quê hương. Những tin tức phản ánh. Ngày 21 tháng 6 tới đây, những người yêu thiên văn ở Việt Nam sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng nhật thực Vành Khuyên với độ che phủ lớn nhất. Cụ thể, độ che phủ của nhật thực này là 79% ở Hà Giang, 77% ở Hà Nội, 65% ở Đà Nẵng, 48% nhìn thấy ở Thành phố Hồ Chí Minh và 27% ở cực Nam mũi Cà Mau.
Dù nhật thực rơi vào ngày nghỉ nhưng một số trường học đã tổ chức và hướng dẫn cho học sinh theo dõi các hiện tượng thiên văn thú vị này. Ghi nhận của khán giả Lương Đình Khoa, số điện thoại 0988 3 số cuối 903 trên địa bàn Hà Nội. Theo thông tin từ các nhà khoa học, trong các loại nhật thực thì nhật thực hình khuyên được coi là đáng chú ý hơn cả vì chu kỳ của nó lặp lại mất thời gian rất lâu. Nhiều nhà nghiên cứu thiên văn nhận định nhật thực hình khuyên xuất hiện hiếm hoi chỉ khi nào mặt trăng ở quanh viễn điểm quỹ đạo. Khi đó, mặt trăng sẽ bao trọn phần trung tâm của đĩa mặt trời, chỉ để hở ra phần rìa bên ngoài của mặt trời, hình dạng tựa như một chiếc khuyên. Lúc này, vị trí của mặt trăng cách trái đất quá xa nên vệ tinh không thể che khuất toàn bộ mặt trời. Suốt 11 năm, hiện tượng nhật thực sắp tới dự kiến vào khoảng 13 giờ ngày 21 tháng 6 theo giờ Việt Nam, thời điểm mặt trăng mới chạm vào rìa của mặt trời, hướng 281 độ, cao độ 71,9 độ. Hiện tượng đạt cực đại, mặt trăng nằm về phía trung tâm của mặt trời, độ che phủ lớn nhất đạt 71% vào lúc 14 giờ 55 phút, hướng 281 độ, cao độ 49,1 độ. Nhật thực kết thúc vào lúc 16 giờ 18 phút, khi mặt trăng đã rời khỏi rìa mặt trời, hướng 285 độ, cao độ 30,4 độ. Tại một số trường học ở Hà Nội, các thầy cô giáo đã lên kế hoạch tổ chức ngắm nhật thực một phần trực tiếp ngay tại trường. Các khung thời gian ngắm từ 13:30 đến 16 giờ ngày Chủ nhật 21 tháng 6. Các học sinh sẽ cùng làm việc như những nhà khoa học thực sự, tìm hiểu kiến thức về nhật thực, cách xem nhật thực an toàn, xem nhật thực bằng kính thiên văn và đồ dùng thường thấy, dùng đồ hạn chế. Ngoài ra, một video chia sẻ về 6 cách xem nhật thực an toàn dành cho học sinh không thể đến trường tham gia cùng với tất cả học sinh cả nước có thể chủ động ngắm nhật thực tại nhà cùng gia đình cũng đã được thầy giáo của một trường tiểu học trên địa bàn quận Hà Đông thực hiện và chia sẻ rộng rãi. Sau đó chúng ta sẽ quan sát cái bóng mà tay của chúng ta tạo ra thì hiện tượng cũng sẽ. Ở phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip đã phát trong ngày hôm nay. Khoảng 11:30 phút ngày 20 tháng 6, một chiếc xe khách giường nằm loại 45 chỗ đã bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên cầu Nguyệt Viên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Mặc dù không gây thương vong về người, nhưng ngọn lửa được dập tắt, chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Được biết trong khi xe khách bị cháy và quá trình lực lượng chức năng chữa cháy thực hiện nhiệm vụ, nhiều người đi đường đã dừng phương tiện trên cầu, dùng điện thoại livestream gây cản trở quá trình chữa cháy cũng như giao thông qua lại trên cầu. Phản ánh khán giả Lê Sương, số điện thoại 0975 3 số cuối 663. Vụ hè thu năm nay, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình gieo cấy 3.400 ha lúa. Đến nay, lúa đang trong thời kỳ đẻ nhánh và đã có một số diện tích lúa bị các loại sâu bệnh và chuột gây hại. Trong đó thì bọ trĩ gây hại trên 27 ha, chuột 20 ha, ốc bươu vàng 23 ha, sâu cuốn lá nhỏ và dày lưng trắng là 12 ha. Tổng diện tích đã bị các sâu bệnh và chuột hại là 80 ha. Phản ánh khán giả Minh Phong, số điện thoại 0915 3 số cuối 108. Chợ bò nằm trên quốc lộ 1 đi qua tỉnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, được nhiều người ví như là một chợ tử thần vì sự mất an toàn ở đây khi người bán kẻ mua tràn cả ra đường. Tình trạng này đã được cảnh báo nhiều lần nhưng mọi việc vẫn được ổn định. Vụ tai nạn giao thông làm 10 người thương vong tại một khu chợ ở tỉnh Đắk Nông cách đây một tuần lại một lần nữa cảnh báo về sự nguy hiểm của việc họp chợ mất an toàn này. Phản ánh khán giả Vũ Văn Tú, số điện thoại 0884 và số cuối 634. Đầm Thủy Triều là một địa danh nổi tiếng của Khánh Hòa. Đầm lại nằm ngay sát tuyến đường đi sân bay Cam Ranh. Tuy nhiên thời gian gần đây, khu vực này đang gây ô nhiễm nghiêm trọng. Rất nhiều loại rác thải được đổ ra đây, trong đó chủ yếu là túi ni lông, hộp xốp đựng đồ ăn. Đều là những thứ rất khó phân hủy. Phản ánh khán giả Nguyễn Thị Thiện, số điện thoại 0989 3 số cuối 789. Thời gian vừa qua, phong trào nói không với rác thải nhựa và hạn chế sử dụng túi ni lông đã được các ngành và địa phương tích cực triển khai thực hiện, mang lại hiệu quả. Tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, có một mô hình đã được duy trì thực hiện hơn một năm nay. Thông qua mô hình này đã giúp giảm thiểu một lượng đáng kể túi ni lông được vứt ra môi trường, từng bước thay đổi ghi nhận và của tầm ảnh hưởng rác thải nhựa đối với cuộc sống của người dân. Ghi nhận của khán giả Vũ Hằng Nga, số điện thoại 0982 3 số cuối 523 tại chợ Ông Mộ, xã Thân Quy Tây, thành phố Sa Đéc.
Chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin, hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.